miệng kìa. Tôi lao rồi. Cậu sao vậy? Cậu giận rồi hả? Đâu, tôi đâu có giận gì đâu. Giận làm gì? Sao tôi có thể yêu cầu Ngã Lộ Quy mua đồ cho mình chứ? Tôi chỉ xem thử cuộc đấu giá hôm nay có sản phẩm gì thôi. Cậu xem, đây chính là chiếc đồng hồ lát nữa cậu phải trình diễn, đẹp biết chừng nào, rất xứng với khí chất của cậu, chắc chắn có thể bán được giá cao. Cô nói chuyện là được rồi, đừng động tay động chân. Tôi đi thay đồ trước đã. Đôi giày này có lai lịch như thế nào? Thương hiệu này hình như chưa từng thấy. Món này hơn 10 năm trước rồi, không quan trọng. Cũng là bạn giới hạn sao? Không phải. Vậy sao cô lại... Đừng để ý nó nữa. Tân thần à, chiếc nơ này tôi thắt nửa ngày rồi mà không có được. Cô thắt giùm tôi với. Lớn vậy rồi không biết thắt nơ nữa. Nút ở đây nè. A13, người mẫu của đồng hồ phải không? Đi theo tôi. Thợ trang điểm thống nhất qua bên cạnh để trang điểm. Mọi người cũng biết đồng hồ Frank Muller có chất lượng tuyệt vời, công nghệ tinh xảo, dung hòa của sự sang trọng quý phái và khí chất đặc biệt. Nó là đại diện cho dấu ấn Renover, là thương hiệu đồng hồ cao cấp nổi tiếng thế giới. Toàn cầu giới hạn chỉ có 50 chiếc. Bây giờ người mẫu sẽ cho quý vị chiêm ngưỡng. Nhìn kìa, An Tiểu Dữ. Không ngờ rằng công ty lại trở nên như vậy. Chiếc đồng hồ này là tỷ phú người Anh Alan Roy. Sau khi ông ấy qua đời được gia tộc cất giữ, đến năm trước mới được tổ chức đấu giá chúng tôi thu thập. Giá khởi điểm là 1.500.000. Bây giờ cuộc đấu giá bắt đầu. Vị khách số 8 trả 1.500.000. Có ai trả thêm không? 1.600.000. Vị khách số 20 trả 1.600.000. Có vị khách nào trả thêm không? Vị khách số 26 trả 2.000.000. 2.300.000. Vị khách số 13 trả 2.300.000. Còn vị khách nào trả thêm không? 2.400.000. Vị khách số 20 trả 2.400.000. 2.400.000 lần 1, 2.400.000 lần 2, 2.400.000 lần 3. Chúc giá. Chúc mừng vị khách số 20. Được lắm. Tử sinh đang nổi, nắm được bỏ ngay 3.000.000 vì khu vực khó khăn miền núi, vì tương lai và ánh sáng cho trẻ em bị bỏ rơi. Tôi đề rất hay. Tôi sẽ bán ngay cho phóng viên cho họ đặt tin cho cậu. Được rồi, sau đây là vật phẩm đấu giá tiếp theo của chúng tôi. Bây giờ đến từ thiện cũng trở thành vốn liếng kiếm phèm của anh rồi sao? Cô nói cái gì? Tôi nói chúc mừng anh. Xin chào chị Tân Thần. Tôi là nhân viên công tác ở đây. Tôi là fan trung thành của chị. Từ khi chị ra mắt, tôi đã thích chị rồi. Bao nhiêu năm nay, chỉ cần là phim của chị tôi đều đi xem. Cảm ơn. Nhưng mà từ khi chị lui về hậu trường, tôi đã đau lòng cả một thời gian vì không thể theo dõi tin tức nào của chị hết. Nhưng không ngờ hôm nay được gặp chị ở đây. Chị Tân Thần, chị có thể cho tôi xin chữ ký được không? Được chứ. Cảm ơn. Chị cứ ký lên áo tôi đi. Được. Xong rồi. Cảm ơn. Chị Tân Thần, chị thích đôi giày này sao? Vậy tôi đưa chị đến một nơi. Và chị có thể xem nó tận mắt đó mà. Nếu chị muốn mua cũng có thể kiểm tra hàng trước đó mà. Thật sao? Vậy tôi đưa chị đi. Được. Bên này. Bên này. Chị Tân Thần, chính là ở đây.
chị có thể vào trong tham quan, nhưng mà đừng có lâu quá nha, tránh để người khác phát hiện đâu. Có ảnh hưởng công việc của cậu không vậy? Nếu có thì thôi đi. Không đâu không đâu, chỉ một lát thì không sao. Hay là tôi chụp với cậu bức ảnh nha. Được không? Cảm ơn chị nhiều, tôi dẫn chị qua đó nha. Tôi canh cửa giúp chị. Chào con, chữ ký sau lưng cậu là của Tân Thần. Cậu là An Tiểu Dữ. Tôi biết quản lý của cậu là chị Tân Thần. Chào con. Đúng rồi, cậu có biết cô ấy ở đâu không? Chuyện này tôi xin cậu đó, bây giờ tôi tìm cô ấy có việc rất gấp. Thôi được, chị ấy ở trong phòng triển lãm. Cậu có thể đi tìm chị ấy. Nè, nhưng mà cậu phải ra sớm một chút, nếu không bị phát hiện tôi sẽ gặp họa đó. Được rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn. Tân Thần, đây đều không phải là bảo bối của cô hay sao? Sao lại ở đây vậy? Vậy là lúc đó cô kêu tôi thu dọn đồ giúp cho cô, không phải là gửi ngân hàng. Cô đã đem chúng bán hết để tổ chức đấu giá. Là vì để giúp tôi trả tiền vi phạm hợp đồng hả? Không phải hoàn toàn vì cậu đâu, là vì chúng ta. Tiền lúc trước tôi bán nhà không đủ để trả số tiền đó cho cậu, vì vậy tôi mang hết chúng đi bán. Những thứ khác thì không sao, chỉ là đôi giày này, nó là quà sinh nhật 18 tuổi mẹ tôi tặng tôi. Tôi không muốn bán nó. Hơn nữa tôi cũng đã gạch bỏ đôi này ở trong danh sách rồi. Có thể nhân viên công tác đã nhầm lẫn, nó đối với tôi giống như là một điểm ranh giới. Tôi trước 18 tuổi, không có gì hết, nhưng có vẻ như có cả thế giới. Còn tôi sau 18 tuổi, tựa như có cả thế giới, nhưng lại như không có gì thuộc về mình cả. Đi, chúng ta tìm nhân viên công tác hỏi cho rõ. Bán cũng đã bán rồi, làm sao mà hỏi được chứ. Trực tiếp mang nó đi là được rồi. Hợp đồng đã ký rồi, cũng tại tôi không nhận ra sơ suất của họ. Đừng có làm chuyện ngu ngốc nữa. Nhưng mà đôi này vốn không có trong danh sách mà. Nó là giày của cô, đó là lỗi của bọn họ. Chị Tân Thần, có người tới, hai người mau đi đi. Ừ, được. Đi thôi. Phóng viên nói với tôi là gặp được An Tiểu Dữ và Tân Thần ngoài cửa. Ngày trước là nam chính, nay trở thành người mẫu của triển lãm. Cảnh này nhất định có chuyện đáng xem rồi. Đi coi thử đi. Được. Chỉ có điều vai chính lần này là tôi. Xin hỏi hiện giờ cô đưa An Tiểu Dữ chính thức tham gia hoạt động phải không? Theo tôi biết, triển lãm hôm nay không hề mời An Tiểu Dữ tham gia buổi đấu giá. Không biết An Tiểu Dữ hôm nay tham dự buổi đấu giá từ thiện với thân phận gì ạ? Thật ngại quá, không tiện trả lời. Nghe nói ca sĩ hậu bối Ngải Lộ Quy trong công ty cũ trước đây của anh đã mua chiếc đồng hồ đấu giá đó để trao yêu thương cho trẻ em nghèo miền núi. Không biết là hôm nay anh có quyên góp vật chất bằng con đường bất kỳ nào không? Xin lỗi nha, chúng tôi không tiện trả lời. Tôi đây hỏi An Tiểu Dữ, không có hỏi cô. Nè, cô làm gì vậy? Ê, Ngải Lộ Quy tới rồi. Gần đây album mới của cậu liên tiếp đổ bộ cho các bản âm nhạc Trung Quốc và xu hướng âm nhạc. Mấy hôm trước cậu còn phát biểu trên Weibo nói 1% thu nhập của album mới sẽ quyên góp từ thiện cho One Foundation. Hôm nay cậu lại quyên gần 3 triệu để ủng hộ đấu giá từ thiện. Xin hỏi những việc làm của cậu có phải nói xỏ quyết tâm trên con đường làm từ thiện sau này không? Tôi cho rằng từ thiện là mỗi người chúng ta. Cậu tin tôi không?
là một người của công chúng, tôi hy vọng lợi dụng hiệu ứng danh tiếng của bản thân. Bất kể họ có hỏi gì, có người nói những thành công của anh Bông của cậu là do thành viên cũ An Tiểu Dữ vi phạm điều lệ công ty, biến mất không lý do, cho nên cậu mới có được cơ hội. Đối với chuyện này, cậu có muốn nói gì không? Tôi cảm thấy cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị, cũng chỉ dành cho người có thực lực. Tôi chỉ là đợi được cơ hội thuộc về bản thân thôi. Các bạn phóng viên, An Tiểu Dữ hôm nay xuất hiện là để làm người mẫu cho buổi đấu giá. Không chỉ vậy, mấy hôm trước chúng tôi còn đệm guitar chung sân khấu với Ngã Lộ Quy nữa. Cô nói cái gì? Cô có thể nói chi tiết không? Nếu như mà các bạn muốn biết, ca sĩ lưu lượng nổi tiếng An Tiểu Dữ dành cả một đêm cùng đàn em còn chưa nổi tiếng trao đổi trải nghiệm tâm đắc về cuộc đời, các người có thể thoải mái đặt câu hỏi. Xin hỏi, đúng là xảo biệt. Giờ cô nhìn thấy hào quang của Ngã Lộ, sao lại nói như vậy? Thì có hối hận ban đầu mình đã chấm dứt hợp đồng công ty không? Từ một tiểu sinh lưu lượng trở thành người mẫu triển lãm, cậu làm sao khắc phục khủng hoảng tâm lý? An Tiểu Dữ của chúng tôi là nghệ sĩ tốt trong thời đại mới. Tất cả những lời bôi nhọ trên mạng, tất cả đều là những lời vu cáo ác ý của những người cùng ngành. Tôi đã mệt rồi, chúng ta đi thôi. Một khi điều tra ra kết quả, chúng tôi sẽ dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu mà các người muốn biết thêm thông tin về chuyện này, có thể liên hệ tôi. Vậy cô có thể nói tình hình cụ thể hay không? Đừng có đứng đây nữa, chúng ta hãy qua kia trò chuyện đi. Ừ, được, dạ được. Đói quá rồi, ăn một chút trước đi, lát nữa về đặt thức ăn ngoài ha. Ừ, được. Hôm nay Ngã Lộ Quy với Elsa chắc chắn bị chúng ta làm tức chết. Muốn chơi chúng ta hả? Bị chúng ta chơi lại một vố. Sao vậy? Miệng kìa, tôi lao rồi. Hình như là có người chụp lén. Đừng trốn, những lúc này lộ diện thêm một lần sẽ được người ta chú ý thêm một lần. Nhưng mà tôi sợ họ giết bậy bạ. Sao hả? Sợ có tin đồn với tôi sao? Ê, tôi không phải là quý này đâu. Đã hết cách rồi, với danh tiếng của tôi, dù có ra sao, chỉ cần bị chụp được sẽ bị giết thành tình nhân thôi. Nếu đã không tránh được, chỉ bằng nhân cơ hội này sao tác một lần đi. Không hổ danh là tiền bối. Ăn đỡ vài miếng đi, một lát nữa về nhà còn thức ăn ngoài thêm. Để lát nữa, trước khi về nhà, tôi muốn dẫn cô đi tới một nơi.